quý vị làm sao mà con nó thương mình? Một trong những cái nhiệm vụ cao cả của người làm cha làm mẹ. Đó phải làm sao, giáo dục làm sao mà để cho con nó thương mình? Chứ còn nếu mà mình mà không biết làm con mình thương mình thì xin lỗi quý vị nghe. Nó sẽ vui thì nó làm, còn không vui là nó bỏ. Bởi vì tôi thương cha mẹ tôi quá nên tôi có những lúc nằm bẹp dí xuống đất rồi, mệt lắm rồi nợ nần rồi mất mát hết rồi khó khăn tùm lum nè, không muốn làm nữa nhưng mà vì vị, vị mình thương quá mình đứng dậy mình làm tiếp và nó tạo ra kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay vậy thì theo các anh chị làm sao để con nó thương mình quý vị comment đóng góp ý kiến đi quý vị biết hết rồi đó hôm nay là tôi muốn giúp quý vị lôi từ bên trong lôi ra Chứ mấy cái này nó quý vị có bên trong hết rồi Nhưng quý vị cứ mãi chạy theo tiền bạc công việc Nên quý vị không chịu để ý Mà lôi nó ra mà dùng Lôi nó ra đi Quý vị làm gì thì con nó thương nè Mình yêu thương con vô điều kiện nè Mình yêu thương lắng nghe con nè Mình hiểu con nè Mình Quý vị đừng có bắt trước nhau nghe Mình phải tự suy nghĩ trong cái đầu của mình á Mình nghĩ coi làm gì để con nó thương mình ta quan tâm con nè, đúng rồi. Yêu thương con không điều kiện nè, đúng rồi. À, sao nữa? Làm gì nữa? Hay quá. Mình phải yêu thương cha mẹ của mình. Quý vị cứ mãi tập trung vào cái quả mà không chịu tìm ra cái nhân. Nãy giờ cả trăm người comment mới lòi ra được một comment đúng. Đầu tiên rồi đấy. Quý vị phải hiểu rằng khi mà mình nhìn thấy một cái cây nè, một cái cây nè, nè, nó có cái rễ dưới đây nè. Nó có những cái cành ra nè và nó có những chiếc lá. Nếu mà quý vị thấy cái lá nào mà cái cây mà nó có biểu hiện nó héo thì quý vị làm gì? Quý vị lấy nước, quý vị xịt lên lá hả? nếu bây giờ quý vị có một cái cây quý vị thấy lá nó héo quý vị làm cái gì quý vị lấy nước xịt vào lá hả tại vì thấy lá héo thì mình xịt vào lá hay sao mình thấy cái lá nó héo mà tức là thấy đâu làm đó thấy đâu làm đó thấy đâu làm đó có nhiều người đã làm như vậy nhiều năm và mình đã làm khổ cuộc đời của gia đình mình tức là mình dạy con mà thấy con mình nó hư là mình cứ nhìn nó sát chóc 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 mình xả vào nó là quý vị đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi đã có một phụ huynh trả lời rất là tuyệt vời đó là mình phải yêu thương cha mẹ của mình quý vị ghi câu này xuống muốn con yêu mình thì mình phải yêu cha mẹ của mình quý vị dành quá nhiều thời gian cho lá mà quý vị không dành thời gian cho cái gốc rễ nên con của quý vị nó không hiểu đạo làm con là làm cái gì. Tức là bản thân quý vị cứ suốt ngày dành thời gian cho nó. Tức là cứ cứ chăm vào cái lá, mình muốn cái lá nó tốt nên mình cứ xịt nước cho cái lá. Nhưng mình quên mất rằng mình cần phải quay về cái gốc. Cái gốc rễ của một cái đứa con mà hiếu thảo là tại vì nó đã được nhìn thấy cách làm con hiếu thảo từ cha mẹ nó Còn nếu mà quý vị vẫn tiếp tục thờ ơ với cha mẹ mình Một năm về thăm có một lần à, Rồi thì hay buồn phiền cha mẹ Xin lỗi quý vị nha Tôi nói cái nào mà lỡ không may nó, nó đụng chạm gì đó Quý vị đừng có giận tôi tội nghiệp nha Khi mình nghe sự thật á Mình hơi khó chịu trong lòng nếu mình bị cái bệnh đó Tôi không có nói ai hết nha Tôi chỉ nói để quý vị tỉnh thức thôi. Đó là nếu quý vị muốn con của mình á, nó biết cách làm con á, thì quý vị phải làm một tấm gương. Có cái ông kia, ông gọi điện về, ông nói con trai của ông, ông bốc máy. Cái nó nói, alo. Cái bố nó nói, con trai hả? Cho bố gặp ông nội tí. Thế là nó đưa máy cho ông nội. Bác khỏe không ba? ABC, ABC, cấp máy. Cái hai ba hôm sau, ông lại gọi điện về alo thằng con trai nói alo ai đó à con trai hả cho ba gặp ông nội tí cái là nó lại đưa điện thoại ba khỏe không ba mấy nay ăn uống được không ba cái lần thứ ba ổng lại gọi điện về nó lại alo ai đó à ba đây con trai hả cho ba gặp ông nội tí cái nó gào lên ba sao cái gì ba cũng gặp ông nội hoài vậy là ba làm như có mình ông nội nhớ ba vậy đó con cũng nhớ ba mà Sao bà không hỏi thăm gì con hết vậy? Cái bà nó nói à, tại vì ba nhớ ba của ba nên ba gọi điện cho ba của ba. Nếu mà con nhớ ba của con thì con hãy gọi điện cho ba của con đi. Quý vị có nghe kịp không? Bởi vì ba nhớ, ba nhớ ba của ba nên ba gọi điện thoại cho ba của ba. Còn nếu con mà nhớ ba của con thì con hãy gọi điện cho ba của con đi. Tại sao con nhớ ba con không gọi cho ba mà phải đợi ba gọi cho con? Ai đã hiểu ra ý của cái người cha này rất là tuyệt vời. Comment vào hiểu rồi. Quý vị có hình dung không? Tức là ông nói rất rõ là bởi vì ba nhớ ba của ba, tức là nhớ ông nội của con đó, nên ba gọi điện cho ông nội của con. Tức là ba gọi điện cho ba của ba, còn nếu như con nói rằng con nhớ ba của con tức là ba đó thì con hãy gọi cho ba của con đi tức là gọi cho ba đi thì sao con không gọi thì tự động lần sau đứa con nó biết nó bấm điện thoại ba hả con đây con nhớ ba quá à. khi nào ba đi công tác về quý vị đã hiểu rồi thì comment vào hiểu rồi quý vị cứ tiếp tục thay đổi cái lá rồi quý vị tiếp tục khổ quý vị có giao con cho thầy nguyễn phùng phong tâm trí lực chứ nếu mà quý vị có giao cho nguyễn phùng phóng rồi lực trí tâm cũng thua tại vì cái gốc rễ nó đến từ quý vị mà quý vị tưởng tượng nhà quý vị có một cái vườn cây một cái vườn rau một cái nông trại thầy cô nào đó cũng chỉ là những kỹ sư nông nghiệp đến hướng dẫn cho quý vị cái kỹ thuật canh tác bởi vì nếu không có những cái người chuyên gia đó thì quý vị không biết làm sao cho trái nó đậu được nhiều cắt cành vào lúc nào vào nước lúc nào ra nước lúc nào bón phân bao nhiêu nhưng mà người ta hướng dẫn cho quý vị rồi thì cái người cuối cùng mà quyết định là cái vườn đó nó có ra quả ai không nó đạt được năng suất nhiều hay ít quý vị nghĩ đó là ai ông kỹ sư nông nghiệp hay là mình comment xem nếu mà một cái vườn cây ăn trái một cái vị kỹ sư nông nghiệp về họ hướng dẫn cho bà con thì mỗi bà con có một cái vườn vậy thì cuối cùng vườn cũng một cái bài giảng đó cũng cái kỹ thuật đó cũng cái kiến thức đó mà tại sao có nhà thì họ làm ra rất nhiều trái mà có nhà thì cũng tèo như thường theo quý vị là kết quả do ai kết quả chính xác là do mình bởi vì mỗi thứ năm thầy phong chỉ dập các con được có một tiếng rưỡi vào ngày thứ năm hàng tuần này. mà quý vị thì ngay nào cũng ở bên cạnh con mà quý vị cứ muốn con của mình hiếu thảo nhưng mà mình lại không phải là người con hiếu thảo mới chết chứ mình muốn con của mình nó yêu mình á thì cái việc số một quý vị phải nhớ là mình phải yêu cha mẹ của mình còn nếu mà quý vị không yêu cha mẹ của mình mà quý vị cứ có một cái ao ước là con của mình nó yêu mình thì tôi xin lỗi quý vị nha. Không thể xảy ra được. Nên bằng mọi giá mình phải quay về mình yêu cha mẹ của mình. Gọi điện cho cha mẹ của mình. Gửi quà cho cha mẹ của mình. Thăm hỏi cha mẹ của mình. Yêu thương anh chị em trong nhà. Nỗ lực sống cân bằng để giữ sức khỏe. Để làm sao công việc của mình cũng tốt Sức khỏe của mình cũng tốt Mối quan hệ gia đình của mình tốt đẹp Để cho cha mẹ yên lòng Mình phải nỗ lực mình sống cho nó tròn đạo làm con Thì tự nhiên con mình nó sẽ nhìn đó và nó yêu mình thôi Nó biết rằng à Thì ra làm con là phải làm như vậy đó Chứ đâu mà Hết hôm này thì giận Ngày mai thì hờn Một năm thì về được có một lần hai lần mỗi lần về nhà ngoại về nhà nội thì ông cho đã ra rồi xả đó rồi đi về ha rồi bắt đầu gây gỗ anh chị em trong nhà với nhau rồi gọi là ta nói cái này là nhiều người phạm lắm nè đặc biệt là những người mà học nhiều học rộng mấy cái người học nhiều học rộng tại làm sao họ gặp rất là nhiều cái trắc trở với gia đình tại vì họ giỏi quá họ đi ra ngoài họ nói nhiều người nghe quá nên họ mới đem cái cái điều đó về họ áp vô gia đình của họ. Thậm chí họ quên, họ áp luôn cho cha mẹ của họ. Tức là họ muốn cha mẹ phải nghe lời họ luôn. Vậy thì cuối cùng bây giờ con của mình nó cũng đòi mình phải nghe lời của nó thì có gì mà sai? Nó nhìn thấy mỗi lần mình nói chuyện với cha mẹ mình, mình nói con nói vậy rồi đó, cứ vậy đi. Thì nó về nó cũng nói lại với đúng với mình, con nói rồi đó, con không có nấu cơm. Cứ vậy đi. <laughs> <laughs> không? Tức là mình áp đặt cha mẹ của mình luôn Rồi cái mình về mình nói Má kỳ quá Mình nạt má mình Ba kỳ cục quá Thì vài bữa nó nó bực mình Nó cũng nói y chang Nó nó cũng sẽ nói với mình là Má kỳ cục quá Ba kỳ cục quá Cái mình kêu hổn Cái nó kêu hổn gì Không thấy má cũng nói với ngoài vậy mà Không thấy ba nói với nội vậy mà ba <laughs> Chẳng qua nó không dám nói ra thôi Chứ trong đầu của nó Nó nghĩ vậy đó Tại vì mình là người đã dạy cho nó cách ăn nói với cha mẹ Ai đã hiểu ý này Xin comment số 1 Để qua ý này Nói lui nói tới Có nhiều người đau lòng Mặt buồn thiêu à. Tại vì trúng bệnh hay sao mà mặt buồn thiêu Không có bệnh đó Thì cứ nghe răng ra mà cười đi chứ Cười cái coi Người chưa chưa nhớ ra bài thì không có tội hôm nay nhắc bài rồi mà vẫn còn không biết yêu cha mẹ ghi xuống một hành động cần phải làm tự ghi đi <laughs> mình muốn con của mình nó ngoan thì mình hãy ghi xuống một hành động đi tôi quy ước một tuần nhất định tôi phải gọi cho má tôi ba tôi một lần là tối thiểu tôi quy ước mỗi tháng tôi phải gửi biếu cho ba má tôi một món quà hai món quà tôi quy ước là từ nay tôi không bao giờ lớn tiếng với ba má tôi nữa tôi quy ước rằng trong một lần gần nhất tôi phải đem con tôi về nhà chơi và tôi đứng trước mặt ba tôi má tôi tôi nói với ba tôi má tôi rằng ba má ơi con đã sai trước giờ con không có để ý nhiều lần con áp đặt ba má không quên mất con là con con không phải là cha mẹ cha mẹ dù có nói gì cũng là là trưởng bối con không biết nên con đã lớn tiếng Con áp đặt cha mẹ Con xin cha mẹ tha tội cho con Một lần con đứng trước mặt cha mẹ con Và con nói rằng cha ơi Con không có Nhiều khi con công việc nhiều quá Con không có thời gian sắp xếp Phù hợp Là tại vì con chưa biết cách kiểm soát thời gian Nên nhiều khi lâu Con không về thăm cha mẹ Con xin lỗi cha mẹ Con hứa từ nay một tháng con về một lần Tháng con về hai lần mình đứng trước mặt cha mẹ mình mình nói một cái lời xin lỗi, tự nhiên con của mình nó đứng kế bên ấy, nó thấy vậy đó. Nó cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Rất là nhiều phụ huynh đã làm và kết quả đã rất tuyệt vời. Mỗi tháng nhất định mình phải trích ra một cái khoản dù là nhiều hay là ít, nhất định phải có một khoản. 5 10% gì đó tùy theo cái thu nhập của từng gia đình. Mình phải dùng để mình trả lại cái ân tình cho cha mẹ mình. Có người nói nhà mẹ em giàu lắm thầy ơi, bà đâu có thiếu tiền. Tôi không có nói là cho vì thiếu tiền Mà cho vì ân tình ân nghĩa Biếu vì cái lòng biết ơn Vì cái trách nhiệm Và quan trọng nhất Làm để tạo ra tấm gương cho con của mình Chứ có nhiều người nói nhà em Ba em bây giờ tiền xài đâu có hết đâu mà Thầy biểu em biếu 2 triệu 5 triệu làm cái gì Tôi không có nói cái ý là Ông bà thiếu tiền Chứ chưa có nói đến cái mức mà ông bà thiếu tiền Mà không lo đấy nha đó, những người là cứ lao đi lo cho con tức là cứ lo trên lá này, này rồi vài bữa nữa mình già lại nó cũng lao đi nó lo cho con của nó nó thả mình cô đơn ai đây muốn rằng tuổi già của mình không cô đơn comment vào không muốn cô đơn <laughs> ok ha mình không muốn cô đơn thì ngay từ bây giờ mình phải yêu thương cha mẹ của mình nếu các anh chị mà không làm như vậy thì các anh chị biết kết quả rồi đó con nó sẽ nó sẽ đáp trả cho anh chị coi No. hãy về xin lỗi cha mẹ của mình có một cái cam kết đàng hoàng với cha mẹ của mình và phải làm liên tục ví dụ các anh chị ở xa đó các anh chị cứ gọi điện cho cha mẹ mà khi gọi điện các anh chị nói vậy nè con bấm dùng ba cái điện thoại ba gọi cho nội cái con hoặc là con bấm dùng ba cái điện thoại ba gọi cho ngoại à thêm một cái nền mới gớm nè tức là chúng ta không có sự công bằng giữa nội và ngoại nhiều khi ta cứ thiên về nội hoặc là thiên về ngoại Ta lo cho gia đình của ta rất là đàng hoàng Nhưng mà gia đình của vợ ta Hoặc là gia đình của chồng ta thì ta bỏ bê Đó là lý do nó đã tạo ra cái bất ổn Bởi vì chúng ta bị lỗi đạo Quý vị hình dung không? Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị Thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới Thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học Cảm ơn các anh chị rất nhiều Hẹn gặp lại các anh chị